រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានប្រមានមន្ត្រីនគរបាលក្រមអាវ៉ាត់ក្រសួងឲ្យបំពេញការងារតាមអង្គភាពដើមដោយត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើការងារខុសពីតួនាទីដើមរបស់ខ្លួនដូចជាមន្ត្រីខ្លះដែលធ្វើជាអង្គរៈអ្នកបើកបររថយន្តនិងជំនួយការនៅក្នុងឬនៅក្រៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអូហាមន្ត្រីនគរបាលក៏យកមករដ្ឋបាលទៅបំរើការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទើបតែទទួលបានការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក៏ដោយសារក្រសួងមហាផ្ទៃក៏សម្គាល់ឃើញមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនអនុវត្តតួនាទីមិនបានត្រឹមត្រូវ សេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យឃើញថាមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រធានអង្គភាពមួយចំនួនបានស្នើសុំយកមន្ត្រីនគរបាលជាតិដោយរក្សាឈ្មោះនៅក្នុងអង្គភាពដើមពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអគ្គនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យមកបម្រើការងារក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនឬមកជួយការងារផ្ទាល់ខ្លួនជាអង្គរៈអ្នកបើកបរជំនួយការនៅក្នុងឬក្រៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលធ្វើឲ្យអង្គភាពសម័
ការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដោយផ្ទាល់ទើបអាចទៅបំពេញការងារទាំងអស់នោះបានជុំវិញបញ្ហានេះលោកទូចសុខហៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់វាឲ្យបន្ថែមនៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនតូចដែលអនុវត្តខុសឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះនិងត្រូវងាកមកបំពេញការងារតាមអង្គភាពដើមរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គភាពនីមួយៗងាកស្រួលគ្រប់គ
mong rõ tập bál tư thư cái càng nghĩa cái chút rưu có dưỡng nông mong càng nghĩa rõ tập bál mà dưỡng bài chía tư thư càng nghĩa cái chút xê mình mong bình càng nghĩa rõ rưu có chặt nè mình trái cao mà bạc luôn áo tư thư càng nghĩa cái chút mẹ phòng dòi ai cái chút dự đàm ní cứ chìa cà này nó muối áo tí muối bà miến cứ mình chụp sẽ cảm phía tưởng ổn nâng hào ý dùm nghe tư nà cút cứ cầm ổn miến sẽ cảm phía tưởng ổn nâng phần đó tư tiết chân tư nè nôm biệt rô xô mà hạp tay rụp ní bàn thaym thá môn trái nà cơ bál ai thư ca khăn vi sai ai cái chút bán bàn thay mình trái thư khăn mong đọt bà ca nghe rọt nụ tế chê bì xe cùng dựng ai xanh thán tu nà tì rít thà ràm tà rạ xa tư lê lõm ca nghiệp xên lúc thá ca bông bình ca nghe kreo mong đọt bà có mình trái thư vui bà bò đọ kê chmua nâng sạc đây thay thân rồi bỏ ấn gặp hiệp lúc thá cổ xuông mà hạp tế nâng bình nhật tam đàn ca nà vọt ca nghe rồi bà mình trái nà cơ bà tế tam sạc đây nè nóm rồi bà cổ xuông mà hạp tế bà xanh chìa quát cư chìa nẹ bình chìa quát nẹ bình chìa chặt tăng ở tư tại mà đòn khăn mong rọt bà bà này quát chặt tăng co kho kho ngớ ao tư bầm rá thư ấy làm bây phong bây giáo ai cái chún nó rồi bỏ quạt anu khó thường nguồn bà khó thường nguồn này ai cái số múc nâng ta mẹ đã vinh đây con làm cơ ba chiết lấy xôn xôn vào mùi nâng đá bà tam lục tụi sọc hạ vinh đây con không làm được cơ ba chiết lấy xôn xôn vào mùi cứ miên tàng ca bảo miến ca vực cách xa nha giá ca đọc hốt tuần là tí thân nông ta rạ xa nâng ca bần đăng chay bị cơ rộp khán tới tam là thân rạp hiếp này cả rần này nị mùi lục hâm dũng nếu cho bà tập bắn này xâm quán đồng bây sơ trả rạp hiếp nâng ca nẹ này phép xong cúm xa tờ châm bố sạc đây chú nông nâng rồi bà cửa xuống hạp tấy vẹp bần nâng ca nà vọt ca nghe môn trên cơ bá nếp bì nì lục bàn thaym thá đồng bây ở sạc đây chú nông nâng đại rộn môn trên cửa xuống hạp tấy lục xo sọc khá đã chanh nhìn mẹ bà tập hiếp cấp búa cư cua tay bằng cách cả nạ cam ca tam đán trụt bình nất nâng trời bằng coi là cả nạ nghe xrua đồng môn trên cơ bá ai pra pra sật đấng nếp bê khai chỉ chân rương cửa đòi xa cùng nếp tam rồi dạ ca bằng chia rồi bằng môn trái đàn miên tư nà tít thổng chiêng lục bàn thaym thá còn lòng mớ có khơi mê rụp hiếp đàn môn trên cơ bá anh vợ tôi là tí khó đòi tôi bấm ra ca nghe chỉ là cái này cái chuyện tôi vẫn đại ní chỉ ca khó chớn mình ban bấm ra pháp ra giáo sáng cùng chiết mình tên nó là mình tây thằng ông nó cứ biến sức nông ca to và bàn tay về kia có thật được không cầm niệm còn biết ý đại chứng đó na cái là chứng cứ miền ca lụm bạ đó là mình trai chẳng ở nông lúc nãy tại miền ca này nuông bị thân nặng buộc một phút nơi cửa xuống ưu tiên tàu ruột trai rồi có miền ca này nuông bị cửa xuống ấy chứng tới hay chứng tới mía sầm án tới lứa chẳng ở nông ai vô lịch khách rồi có ca này nuông chẳng ở nông tới sầm án đầm bấy bên chẹt ha sầm áo thả lứa và tuột và bọc luôn nó vô luôn thì tập tập ra nơi nông phải giàu bọc cô phải giàu để cua xa
បាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាលប្រមាណ100នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយក្នុងនោះមនុស្សជាង50នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តសារធាតុញៀនហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានល្មើសវិន័យកងកម្លាំងលេខ006រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA